Chú mày có nhẹ nhàng tí không? Làm khách tao sợ, chạy hết rồi. Thư uống gì? Uống trà. Này, bọn cơm chắc phê pha như anh em chúng mình nhỉ? Chú mày bớt nói linh tinh. Chúng nghe tiếng, chúng nó vô cổ vào đấy. Linh tinh cái gì mà linh tinh? Chính mắt tôi trông thấy nó chích. Tôi phê, nhìn cũng vui mắt phết. Lúc nó về, thằng đen bảo nó làm ở đội hình sự, phòng chống ma túy. Thôi thôi thôi, không nghe ca ve kể chuyện. Không tin thằng nghiện trình bày. Thật mà. Chúng mày nói vô lý thế nào chứ? Làm gì có chuyện, chúng nó chơi cho chúng mày xem. Nó đến gặp thằng đen để điều tra vụ gì đấy. Lên cơn vật, chích luôn tại chỗ. Thằng nào đấy, kể anh em nghe đi. Nói đây biết đây thôi nha. Nó là thằng Triều, công an tỉnh. Chúng mày là thật chứ? Nếu không phải, nó chả bẻ răng tôi ra. Khiếp nhỉ. Thằng nào mà nói thì không còn anh em gì nữa nha. Tao cũng chỉ kể với đám bạn thân của tao nghe thôi. Chứ mụ này, không biết mụ ấy là để nhất vô chuyện à? Chúng mày vơ vẩn. Anh em chờ đây. Chào anh. Em hai có nước chị ơi. Hai anh ngồi. Hai anh uống gì? Em hai có nước. Hai trà đá nhá. Rồi. Sao nay bọn nghiện tập trung đây? À, chả là sinh nhật một thằng nào đấy mà. Nghiện mà cũng mày đặt sinh nhật á? Này, tôi nói cho hai chú nghe nhé. Chúng nó vừa nói chuyện với nhau. Có cái ông làm ở phòng ma túy mà cũng nghiện heroin. Chuyện là thế nào? Thấy chúng nó kể với nhau là nó đi vào nhà thằng nào đấy mua hàng, gặp cái lão... là lão gì ấy? Hình như là lão Triều thì phải. Đang trích thuốc ở đấy. Đâu thằng nào vừa nói chuyện đấy? Ôi giời, thấy hai chú đến, chúng nó té hết rồi. Cái gì? Thở máu à? Cách này sẽ gây sốc tâm lý cho cậu ấy nếu như cậu ấy bị hàm oan. Ý anh Nhẫn thế nào? Theo tôi thì có cần thiết phải như vậy không? Cứ gọi cán bộ về đi thử ma túy không ổn. Nhất là cậu Triều là một cán bộ có năng lực, có triển vọng. Nếu như ta để cho cậu ta làm cái việc này thì chắc chắn cậu ta sẽ bị khủng hoảng tâm lý đấy. Nếu không làm quyết liệt vụ này thì cái án nghiện hút cứ đeo đẳng trên đầu cậu ta tới khi nào? Nếu chúng ta thực sự thương cậu ấy thì hãy để cho cậu ấy chứng minh sự trong sạch. Thôi được rồi, tôi đồng ý phương án xét nghiệm máu. Nhưng mà không phải riêng với thằng Triều mà với tất cả lính PC04, thậm chí phải mở rộng sang cả bên hình sự nữa. Vì cái cánh này ấy, cũng thường xuyên đi thực tế. Giám đốc tính rất chính xác. Cũng sắp tới hội nghị sơ kết rồi. Tôi sẽ cho triệu tập toàn bộ quân cán, đề xuất ban giám đốc cho bên y tế chuẩn bị. Tôi sẽ mời bệnh viện tỉnh sang đây làm cái việc này cho nó khách quan. Có thể ta dùng dưới hình thức là kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ta sẽ thành lập một cái hội đồng giám sát để bảo vệ cho cái việc xét nghiệm và lấy máu một cách minh bạch rõ ràng, tránh được những dư luận xì xào. Trong việc này, 10 phần tôi đã đoán được 9. Cho nên, anh cứ gọi thằng Triều về đi. Rõ. Đồng chí, đào Hải Triều.
chí Đàm Hải Vũ. Đàm Hải Vũ. Anh thấy không? Thái độ của nó bình thản như thế. Nếu có vấn đề gì thì nó không thể bình thản như thế được. Nhìn mặt nó là tôi biết không có chuyện gì rồi. Thế cái việc mà tìm thằng phao tin đến đâu rồi? Đã xác định được nguồn phao tin. Đó là thằng Lập ở khu nhà ga. Thằng này nghiện oặt, hay lê lết khu nhà ga. Sáng nay tự nhiên biến mất. Có người nói là nó đi Hà Nội sớm. Tôi nghi lắm. Nghi sao? Nghi là có người xì thông tin để cho nó chạy. Có logic đấy. Còn một vấn đề nữa. Vì sao thông tin lại lọt lộ ra ngoài? Cái con sâu mà anh đang nghĩ đến, tôi nghĩ là nó có bầy đấy. Còn thằng Triều đang dở việc ở Hà Nội, sắp tới anh dự tính như thế nào? Trong những ngày tới, nó phải có mặt ở nhà. Tôi sẽ cho bên tổ chức chuẩn bị những quy trình cần thiết để bỏ phiếu cho nó. Ý tôi là ta sẽ công khai kết quả xét nghiệm như thế nào? Thứ hai đầu tháng chào cờ, tôi sẽ chính thức công khai thông báo tin xấu vu khống cán bộ. Công an tỉnh đã điều tra và đã có kết luận như thế. Tôi sẽ chính thức dằn mặt những thằng có liên quan. Những thằng